Hiền Tiên xin chào cô chú anh chị đang quay trở lại với kênh của Hiền Tiên. Bất ngờ thì bây giờ đang có đang cầm được không? Chuyện gì nè cô chú anh chị ơi? Chuyện gì đây mà ảnh nghe có lọc có lọc rồi ơi. Đây đây đi. Anh kết thúc video rồi. Mà hai chồng em tới anh trao luôn để mất công chiều mất trao nữa. Mất công là thêm cái video đúng rồi. Đúng rồi, thêm cái video nó lẻ tẻ lắm. Hồi sáng hết trái rồi. Ờ bữa nay anh cũng cái gì à? Bánh xèo hả? Bên bánh xèo. Bánh xèo chay hả anh? Ồ, bánh xèo mặn cô chú anh chị ơi. À, chị khán giả bị thích ngọt. Còn của anh thì của cô Hoa ha. Cô Hoa là mâm lẩu với có hai gói thuốc. Rồi, vậy là biết cọc của ai rồi. À, của cô Hoa Đà Lạt, cô chú anh chị ơi. Lọc này là của cô ba ở là Cali, Mỹ. Ở Mỹ, cái cô mà không gửi anh phát 100 hàng quà ở Châu Đốc Chùa Bà đó. Mà có dặn kỹ lắm. Nè, có ghi số ở trong đây luôn nè, mấy anh em mình ai với ai hết. À, là đây. Rồi, để cho em coi, để... Mất tiêu rồi. Nè, nhịp sống niêu lì xì cho các em Tết Đoan Ngọ nè. Nhịp sống niêu nè, Di Minh nè, 15 mớ Bình Dương nè, Thiện Tiên nè, Phương Áo Vàng nè, Bùi Hải nè, mỗi người 1 triệu. Riêng các kênh có mặt vào bữa đó chị nói là thứ 7, nhưng mà anh nói là Tết Đoan Ngọ là ngay bữa thứ 2, cho nên là chị giờ là thứ 2. Là mỗi người là nhận 200 ngàn. Đó. Còn một số kênh là chị đã trao riêng không quay theo yêu cầu. Đó, thấy không? Đó, một số kênh nè. Dạ. Khác đã cho riêng rồi mà không có quay video. Dạ. Yêu cầu bây giờ thì mình tính mấy anh em mình đi. Rồi. Với mấy anh em hồi sáng có mặt đây thì anh cũng trao hết rồi. Anh Khoa rồi, chị Bích rồi. Với ai có mặt, tại vì chị nói là hôm nay ai có mặt thì trao, mình trao. Dạ. Có mặt thì mình trao luôn. Dạ. Đó. Thì mỗi người 1 triệu. Oh, thì em không có gửi lời gì đến là cô ba ở Cali không? Dạ em cảm ơn cô ba rất là nhiều luôn, nhận được một cái lọc rất là thùng. Cô ba là sáng thứ hai Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 năm Giáp Thìn. Thì 16 Bình Dương chúc cho cô ba Cali luôn dồi dào sức khỏe, gia đạo bình an, phát tài phát lộc. Rồi 16 cũng cảm ơn Minh luôn. Rồi anh thay mặt cho cô ba Cali là cảm ơn em rất là nhiều. Và tới Thiện Tiên dưới đây luôn, tại vì cô ghi là có em á, cho nên là bây giờ Thiện Tiên chờ 16 hết cầm máy giùm chứ gì hết á. Đó, khán giả là ghi tên đàng hoàng luôn nha, quý của chúng chị dặn mình làm sao mình làm vậy. Cô cũng gửi cho em Tiên đó. Cảm ơn cô ba rất là nhiều, là cô ba gửi lọc cho Thiện Tiên vào cái ngày mùng 5 tháng 5 Tết Đoan Ngọ. Tết Đoan Ngọ. Rồi Thiện Tiên cũng xin chúc cho cô ba thật là nhiều sức khỏe, nhận sự như ý và luôn hạnh phúc trong cái gia đình nhỏ của mình nha. Anh cũng thay mặt cho cô ba là cảm ơn em nhiều nha. Cái phần quà này nha, giống như là cái lì xì đó quý cô chú vậy. Lì xì Tết Đoan Ngọ giúp cho mấy anh em mình cũng có cái động lực ở mộ chú, chăm sóc mộ chú nè. Đó thì Duy Minh cũng rất là cảm ơn cô ba nha. Chúc cho cô ba gia đạo gia đình thật là nhiều. Phan, để cho em chụp tóc thôi chứ chụp mà. Dạ sự bình an nha. Rồi, hai người cháu đi. Thằng này có cháu gì đây rồi. Đúng rồi, đã rồi, ok. Đó, xuất sắc luôn á chứ. Tại nãy chưa chụp bà con ơi. Nãy kêu em đợi 2 phút em vừa đi là cơm tới luôn á. Vậy hả? Ừ, em kêu em đợi đi rồi. Cà, tới rồi. Nè, tại mấy anh em lên chợ á. Vậy mà nó vừa hai chồng nó vừa đi qua 2 phút là người ta tới. Sáng giờ chạy show. Em qua em quay cái đang xây bển đúng không? Xong rồi. Đổ bê tông đúng không? Đổ xong rồi. Hồi sáng anh gọi em là em đang phát từ thiện cho cô ba về Kiều Mỹ. Dạ, hồi sáng thì em phát từ thiện. Rồi một lần nữa thì Duy Minh cũng cảm ơn bà con cô bác ha, đúng rồi. Ủa vậy là cô ba về Kiều Mỹ với cô ba Cali là mấy cô ba? Đó em không biết à. Bây giờ để mình sao hết. Đây. Không mà chắc ảnh giờ anh đang quay anh ơi, ảnh đang quay che nữa. Cali là 1 ngày 2 giờ.
À biết. Đó, nói chung là anh cứ hỏi sao mà mình biết được. Sao mà mình biết được. Nhưng mà ý là hồi sớm anh cũng nói, em đã nói là cái phần cúng là của cô Ba Diệu Kiều Mỹ, mà anh cứ nói là Coca Cali phải không? Em nói em đâu biết. Mà giờ anh đổ sang là bên 15 mét. Coi chịu đạn luôn. Anh hồi sớm anh nói cái video lúc em đem lấy nha. Ờ. Anh mới khó quá bỏ qua đi đó, anh hỏi biết cái vụ đó. Đây là cái mâm chai của cô Hoa Đà Lạt nè, gửi cho anh Minh cúng một mâm chai đó. Cái phần chai này là của cô Hoa Đà Lạt, còn cái bàn bên đó à, cô Mỹ Phước Một. Rồi Hoa, còn bên đây là của cô nào anh? Thì chị Mỹ Phước Một, chị bữa đó lên đây đó. Chị Sinh Tố hả gì? Chị Sinh Tố. À, chị Sinh Tố Bơ. Ủa bữa nay có Sinh Tố Bơ không? Chín cái bánh xèo chứ phải 7 bánh xèo bà con. Không, ở đây nè, ở đây hộp nè. À, 10. Bữa nay là chị quyết định là không cúng Sinh Tố Bơ nữa. Là, mà bữa nay là mùng 5 tháng 5 là cúng bánh xèo. Cúng bánh xèo. Trời ơi. Hằng ngày là chỉ cúng Sinh Tố Bơ, ngày hôm qua là chỉ có lên. Ê, anh Ngọc, tính là cái bình hoa của em được 3 ngày đúng không? Đúng rồi. Vẫn còn đẹp bà con ơi. À. Ôi, xe 16 chỗ hết rồi, mình đi ra đón bà con 16 chỗ đi. Phải không? Có. Đi. Đi ra đón xe 16 chỗ đến rồi. Đó, ve lại rồi kìa. Ôi, bà con đến à. Dạ, ủa, mình, chú Du Linh cô chú anh chị ơi. Giờ mình ra mình trải hãm cho bà con vô luôn đi. Trời ơi cái gì hãm đâu trải không? Cái hiện tiên cũng xin cảm ơn cô Ba rất là nhiều. Hôm nay là cô Ba làm hiện tiên bất ngờ quá trời luôn. Đó, những có những cái lì xì cho mấy anh em ở mộ. Đó cô chú anh chị. Đó. Cô chú anh chị ơi, 72 luôn. 72 là ở đâu? Không biết nữa. Đó, có các cô đến nè. Hỏi rồi các cô 72 đâu nha. Con chào các cô. Dạ, chào các chị. Cô. Đó, có cô với lại chị đều đến xe 16 chỗ luôn cô chú anh chị ơi. Dạ, bầu của Sư Minh Hiện là đây nè chị. Dạ, đi hành bộ cùng Sư Minh Bội. À, vậy là đi thăm bà con. Chị ơi. Dạ có anh người. Ở đây là khu nghệ sĩ á chị. Dạ cơm với bánh xèo bữa nay là Tết Đông Ngọ. Dạ. Bữa nay cũng bình đáng luôn á. Bữa nay cũng là Tết Đông Ngọ. Dạ được. Dạ đi vô thẳng đây chị. Bữa nay mình đi chung với gia đình hả chị? À, đi chung gia đình, đi ra chơi thiêu bên đây nè, rồi qua đây thăm họ. Dạ. Nhan ở ngoài này cô đi ra phía ngoài này nè, là Nhan ở ngoài này. Dạ hơn nữa là mình đi ra qua bên đó, lấy xe qua đó xong chút mình đi về luôn. Đi qua đó chừng khoảng một cây hơn là tới rồi, nhanh. Dạ, mới chôn hôm qua. Cái bánh xèo này cũng lên. Trời ơi, anh chàng ăn gẩu nữa nè mấy ông. Gẩu nó cô. Trời ơi. Chào chị nha. Bà mới chị nha. Dạ, mùng 5 tháng 5. Mùng 5 tháng 5 mình đi du lịch. Con không nhớ luôn hả? Con quên hẳn luôn. Kênh em là 15 mét Bình Dương. Nhiều quá biết kênh gì luôn. Ủa vậy giờ mình có tên thầy mộ thầy Minh Thiện để em chỉ cho. Hả có hả? Không đi chạy xe lên đó chúng đưa mình về luôn gần lắm chị, khoảng một cây số à. Cũng tới 500 mét à chị.
này là mình ở nhà người ta nấu hả? Dạ khán giả gửi. Dạ. Dạ cô hoa Đà Lạt. Dạ khán giả gửi mấy anh em YouTube của cô. Vậy là nói chung ra là cái mâm cơm của cúng của anh Vũ Linh này á là coi dạ. Là ở cái phần ở đây đã nấu anh hay là của người nhà đem tới. Dạ khán giả gửi cho tụi con. Dạ tụi con sẽ đặt để cúng vô hộ á cô. Có bánh xèo đầy đủ cô, bia luôn. Chai có mà. Xíu mà mấy cô chú ở lại luôn nha, dùng lọc nha. Cô quá vui luôn. Mấy chị nha. Dạ. Huyền xa. Và tới đây cái video của Huyền Tiên của trưa ở mộ của chú Vũ Linh mùng 5 Tết Đoan Ngọ cô chú anh chị. Đến đây là kết thúc. Chúc cho cô chú anh chị đang xem kênh có buổi trưa tốt lành và đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Huyền Tiên luôn đồng hành cô chú anh chị trong những cái video sau nha.